Bây giờ là anh Huy và chị Vân được ra tới cái bờ hồ Bellevue để ngắm tất cả một đại gia đình thiên nga trong hồ Zurich. Dạ. Đẹp không? Bây giờ mà chị mà có bánh mì thì bỏ vô đó là nó tới nó bu chị ác chiến luôn. Quá trời quá đất. Nhiều ơi là nhiều. À, đó là bóng anh chị, là bóng của em nè, cái bóng của em á, đây nè bóng em nè. Hai đứa bay nhau.